Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sanzo GP của Sống ở Nhật. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái TikTok Live kiếm tiền bên Nhật nhé các bạn nhé. Thì mình đã sử dụng rồi, thì hôm nay mình sẽ thao tác trên điện thoại và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái TikTok Live, xem TikTok Live để kiếm tiền đổi qua PayPay, tiền point tổ PayPay nhé các bạn nhé. Thì một ngày thì mình xem trên đấy, mình check các thứ thì một ngày mình cũng kiếm được khoảng 100.000 các bạn. Thì một ngày mình cũng lướt TikTok á, mình xem thì mình cũng kiếm được 100.000 tiền mua nước. Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá. Thì để mà xem được cái phần TikTok này thì các bạn tải cái TikTok Live về nhá. Xong rồi các bạn tạo một cái tài khoản TikTok Live, xong rồi các bạn sẽ là vào TikTok Live và các bạn check kiếm Poento từng ngày ở trong đấy. Thì mỗi ngày cái Poento thì nó khác nhau các bạn, có ngày cao có ngày thấp. Thì các bạn phải xem thêm video nữa, xong rồi like thả tim các thứ nữa thì Poento nó mới nhiều các bạn ạ. Thì mình đã sử dụng rồi, mình sử dụng được 10 ngày thì mình đã kiếm được hơn 1 sen. Thì hôm nay mình đã đổi qua Poento để sử dụng. Thì mình sẽ thao tác trên điện thoại cho các bạn xem nhé. Đây thì mình hôm nay là ngày thứ 10 rồi các bạn ạ. Hôm nay mình vào TikTok Live được 10 ngày, sử dụng TikTok Live được 10 ngày rồi. Thì mình tích từ hôm bữa đến giờ, nên là cái số tiền của mình hôm nay đã được hơn 1 sen rồi. Đây, hôm nay là ngày check cuối cùng của mình trong 10 ngày. Hôm nay là được 144.000 các bạn, rất là cao luôn. Ngày hôm nay là cái cao nhất trong những ngày mà mình tham gia cái TikTok Live này. Thì đây, mình trước đầu tiên là mình vào mình check để mình kiếm 144.000 nhá. Thì rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn chỉ cần một ngày vào TikTok Live xem like các thứ là một ngày các bạn có thể kiếm được 100.000 tiền mua nước rồi. Ngày nào cũng được nước miễn phí. Sau mình sẽ lên cái phần like thả tim, 3 tim này thì được 300.000 này, 3 point tổ, 300 point tổ này, 300 point tổ thì được 3 in các bạn ạ. 3 in thì tích tích một tí thì nó cũng được rất là nhiều. Xong cái phần mà để mà kiếm nhiều tiền thì các bạn vào xem video này các bạn này. Đấy, khi mà vào xem video thì nó sẽ tăng cái số point tổ dần lên nhá. Thì lúc đầu là 99.000 này, mình cứ xem thôi, mình để về mình xem thôi các bạn. Đấy, mình cứ xem, mình không like cũng được các bạn. Nếu mà cái nội dung nào mình thấy phù hợp hoặc là mình thấy video đấy hay thì mình cũng nên like cho người ta, mình thả tim cho người ta các bạn. Đó, rồi xong. Tại vì mình xem cái này nó rất là dài, khoảng gần 20 phút thì cũng được mấy chục yên nữa. Thì ok, thì cái phần này mình lướt nhanh nhá. Thì mình bây giờ mình sẽ thao tác trên điện thoại để mình đổi qua Poento cho các bạn xem nhá. Thì đây mình được một 10.000, hơn 10.000 Poento rồi nhá. Thì đổi cái này ra được 1 sen 64 yên các bạn. Thì mình đổi 1 sen trước thôi, còn 64 yên thì mình sẽ trừ lại và mình sẽ đổi cho lần sau nhá. Thì đây các bạn vào cái phần thì để mà đổi qua PayPay thì các bạn phải tải cái ứng dụng PayPay, tạo một tài khoản PayPay nữa các bạn nhá. Thì để mà tạo tài khoản PayPay thì để hôm nào mình rảnh thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo tài khoản PayPay bên này. Thì để mà tạo tài khoản PayPay bên này thì các bạn phải có số điện thoại bên này thì mới tạo được một tài khoản nhá. Thì ok, mình PayPay thì mình cũng đã tạo được rồi này. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái Poento bên TikTok Live qua PayPay để mình xài nhá. Thì cái PayPay này có thể là thanh toán được ở những cái siêu thị các bạn, mua hàng thì thanh toán được rất nhiều nơi. Ví dụ như cây bán nước tự động cũng có thể là thanh toán qua PayPay này. Xong rồi 7-Eleven, Combini các thứ là đều có thể thanh toán được qua PayPay nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình thao tác cho các bạn xem này.
Thì đây mình vào TikTok Live này, xong mình vào cái bấm vào cái nút cô cần này các bạn. PayPay cô cần này. Ok, mình bấm vào đấy nha. Xong rồi nó sẽ hiển thị ra như này. Thì mình sẽ là nhập thông tin thôi. Ok, các bạn nhớ là làm theo mình nhá, và làm theo cái hướng dẫn của mình thì các bạn đổi ra được tiền qua PayPay để các bạn xài nha các bạn nhá. Các bạn xem kỹ thì các bạn mới làm theo và làm đúng được nha các bạn nhá. Đấy, thì làm theo các bước như mình thôi. Thì đến cái bước như thế này thì các bạn phải nhập cái mail của mình vào. Nhập mail mail mà các bạn hay sử dụng ấy. Mà cái mail mà trên điện thoại của các bạn ấy các bạn. Ok nha. Xong rồi là tiếp tục là các bạn đổi qua tiền, đổi qua PayPay thôi. Ok. Mình thao tác vài bước nữa là xong rồi. Ok, như thế này là xong rồi các bạn ạ. Mình đã chuyển qua PayPay được 1 cent rồi các bạn nhé. Thì 1 cent này thì có thể ra combini mua đồ siêu thị cũng được, bất cứ siêu thị nào người ta cũng có thanh toán là PayPay các bạn ạ. Hay là những cái quán ăn quán nước các thứ thì đều sử dụng qua PayPay hết được. Thì ok, video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Và các bạn nhớ like, chia sẻ cái video này cho các bạn xem ở bên Nhật xem nhá. Các bạn có thể là kiếm tiền qua TikTok Live nhá. Một ngày cũng được kiếm được hơn 100 đó các bạn. Cũng có tiền mua nước. Đấy, một ngày là xem TikTok cũng thấy là mua nước cho mình được rồi. Ok, video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình.